tôi Phạm Mạnh Cường thay mặt trọng tài điều hành giải lễ hội cờ vua Thăng Long lần thứ 10, giải vô địch cờ vua nhanh Hà Nội mở rộng năm 2017 xin tuyên thệ: một, đoàn kết, nhất trí và luôn nỗ lực trong công tác điều hành thi đấu, đảm bảo tính công bằng, trung thực và khách quan vì sự thành công của giải. 2, tuân thủ nghiêm túc các quy định của ban tổ chức và sẵn sàng chấp hành sự phân công của ban tổ chức trong quá trình tổ chức giải. 3, phát huy tinh đoàn kết, kỷ luật nghiêm túc nhằm điều hành giải đúng luật và điều lệ thi đấu. Xin tuyên thệ.